lúc khởi đầu đã có ngôi lời. Ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật. Ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một, đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về người. Ông tuyên bố, đây là đấng mà tôi đã nói. Người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giê-xu Ki-tô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay là thứ năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Trong ngày lễ Giáng Sinh ngày 25 tháng 12, Hội Thánh công bố tin mừng Gioan chương 1. Thánh Gioan kể lại rằng, từ nguyên thủy đã có ngôi lời luôn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời mà vạn vật được tạo thành, không có người thì không có gì được tạo thành, mà điều được tạo thành nơi người là sự sống, và sự sống trở nên ánh sáng đem ánh sáng đến cho mọi người. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian để soi sáng cho mọi người. Và ngày hôm nay, Hội Thánh cho chúng ta nghe lại lời Chúa. Gioan chương 1, ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến trần gian để chiếu soi mọi người. Khi nói đến ngôi lời từ nguyên thủy, tức là khi chưa có vũ trụ này, vũ trụ chưa được tạo nên thì đã có ngôi lời có từ khởi nguyên và tận cùng, Alpha và Omega. Và ngôi lời cũng chính là đấng tạo dựng nên vũ trụ này, cho nên trong sách sáng thế, trong trình thuật sáng tạo, sách sáng thế kể rằng, ngay từ thuở ban đầu, khi đất trời còn tối tăm mù mịt, thì thần khí Thiên Chúa bay là lả trên mặt đất. Và Thiên Chúa phán, Thiên Chúa dùng lời Chúa để tạo dựng nên vũ trụ. Thiên Chúa dùng lời Chúa và Ngài nói, Thiên Chúa phán, hãy có ánh sáng, liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy ánh sáng và tốt đẹp. Thiên Chúa tách khỏi ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng đêm, bóng tối là đêm, qua một buổi chiều và một buổi sáng. Đó là ngày thứ nhất. Ngày thứ hai, Thiên Chúa làm nên một cái vòm trời để phân biệt giữa nước ở trên trời và nước dưới biển. Và mọi sự xảy ra như vậy, Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai. Ngày thứ ba, Thiên Chúa
tách đất liền khỏi biển, và Thiên Chúa làm cho ở trên đất liền có nhiều thảo mộc, sinh vật sinh sôi nảy nở trên mặt đất. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp, và đó là ngày thứ ba. Rồi ngày thứ tư, Thiên Chúa tạo dựng nên tinh tú trên vòng trời, rồi chim cá dưới biển. Đến ngày thứ năm, đến ngày thứ sáu, ngày thứ sáu thì tạo dựng nên con người, thì Thiên Chúa nói thế này: Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh mình. Thiên Chúa tạo dựng nên con người có nam có nữ. Như vậy, ngay trong tình thuật sáng tạo, Thiên Chúa đã dùng lời để tạo dựng nên vũ trụ. Cho nên Thánh Gioan nói, nhờ ngôi lời mà vạn vật được tạo thành, và không có người thì không có gì được tạo thành. Rồi ngôi lời Thiên Chúa đó, trong thời cựu ước, Chúa ban cho ông Môi-se, ngôi lời đó Chúa ban cho ông Môi-se trên hai bia đá, khắc 10 điều răn của Thiên Chúa. Và khi Môi-se lên núi để nhận hai hòm bia, Môi-se xuống công bố cho dân nghe. Và dân chúng, sau khi nghe lời của Thiên Chúa, dân chúng nói: tất cả những lời Thiên Chúa phán, chúng tôi xin thi hành. Lời Thiên Chúa ngự trên hai bia đá đó là dấu chỉ Thiên Chúa ở với dân của Ngài. Thiên Chúa ở với ai? Đó là dấu chỉ Thiên Chúa ở với dân, và Thiên Chúa đồng hành với dân. Và Thiên Chúa ở với dân để giúp cho dân vượt qua bao nhiêu thử thách, bao nhiêu gian nan khốn khó. Rồi đến vào thời viên mãn, ngôi lời ấy trở nên xác phàm và cư ngụ trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Ngôi lời đó mới sinh ra, chúng ta sinh ra cách đây hơn 2.000 năm, và chúng ta mới mừng lễ cách đây mấy ngày. Và trong tuần này, chúng ta đang trong tuần bát nhật Giáng sinh, mừng ngày Chúa Giáng sinh. Ngôi lời đó, Thánh Gioan nói, ngôi lời đã trở nên xác phàm và cắm lều ở giữa chúng ta. Thánh Gioan muốn nói cho chúng ta biết, nhắc nhở về việc mà ngôi lời đó đã ở trên hai hòn bia và cắm lều ở giữa dân Thiên Chúa. Bởi vì khi mà dân Chúa đi trong sa mạc thì ban ngày họ đi và họ kiệu hai hòn bia giao ước đi, và khi tối đến đâu thì họ cắm lều ở đó và hòn bia Thiên Chúa ở giữa họ. Hôm nay trong thời Tân Ước, ngôi lời Thiên Chúa, ngôi lời đó xuống cắm lều ở giữa chúng ta và trở thành nên nguồn ánh sáng cho muôn dân. Ánh sáng đi đến đâu thì bóng xua tan bóng tối, xua tan sự dữ. Sự dữ bóng tối nhất đó là tội lỗi, là bóng đêm, là ma quỷ, là Satan. Cho nên ngôi lời thu hút chúng ta, kéo chúng ta, kéo cả vũ trụ này đến gần với Thiên Chúa. Ai đến với ngôi lời thì người đó được gặp chính Thiên Chúa. Ai đến với ngôi lời thì người đó được thanh tẩy. Ai đến với ngôi lời, người đó được đón nhận ánh sáng, được Thiên Chúa thanh tẩy, được Thiên Chúa thứ tha tội lỗi, được Thiên Chúa xót thương, được ngôi lời đứng Emmanuel, đứng giàu lòng xót thương, ôm vào lòng để tha thứ tội lỗi, để ánh sáng của ngôi lời, ánh sáng của đứng Emmanuel, đứng giàu lòng xót thương chiếu tỏa vào tâm hồn chúng ta, để chúng ta được mang lấy sự sống của Thiên Chúa, mang lấy ánh sáng của Chúa, để ngôi lời chính là sự bình an cho tất cả những ai đến tham dự thánh lễ, để đón nhận lấy Chúa Giêsu là nguồn bình an cho đời sống đạo của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta mỗi khi chúng ta nghe lời Chúa và tham dự thánh lễ. Amen.